Và trên màn nhỏ của tất cả quý vị và các bạn là đội hình ra sân của câu lạc bộ Thép Việt Thắng. Họ có thủ thành Đức Thắng đứng trong khung gỗ. Các cầu thủ mang áo số 3 đó là Quốc Minh, Minh Chuột, số 8 Nguyên Giáp, số 17 Gia Huy. Bên phía đội hình ra sân của W Team ở trận đấu này, đội hình của họ bao gồm thủ thành Nguyễn Hoàng Minh Duy đứng trong khung gỗ. Các vị trí còn lại bao gồm số 5 đó là Lâm Quý, số 7 Văn Nguyên, số 10 đội trưởng Huỳnh Bá Phương Phương Đô, số 11 Đặng Ngọc Tùng, số 16 Lâm Tấn Phát và số 79 đó là vị trí của Đặng Văn Cẩm. Và vòng chung kết của cúp bóng đá 7 người quốc gia cũng sẽ được diễn ra ở khu vực miền Nam, cũng tại sân vận động Gia Đình. Mặc dù với W Team, đây là một đội bóng cũng đã quá quen thuộc ở mặt sân chơi SBL, khi mà đoàn quân của Bầu Tam Đình tham dự đủ cả 6 mùa giải của SBL. Đây sẽ là thời cơ dành cho Hoàng Lâm. Minh Chuột, tiếp tục là Minh Chuột, phạt qua người, lỗi rồi. Như vậy là trọng tài cũng đã cầm sẵn một chiếc thẻ vàng được trọng tài rút ra dành cho Lâm Tấn Phát. Tình huống mà Minh Chuột đã đẩy bóng tốc độ ở khu vực hành lang biên và phát đề buộc phải phạm lỗi. Một cú điểm thẳng khá nguy hiểm, thủ thành Đức Thắng của câu lạc bộ Thép Việt Thắng đã phải rất tập trung. Cơ hội tiếp theo, Phương Đô không vào. Những pha dứt điểm liên tiếp nhưng chưa thể mang thẳng về bàn thắng dành cho W Team. Quá đáng tiếc dành cho Phương Đô. Những lỗ hổng đã lộ ra. Nhưng rất may dành cho đội bóng ngành thép là Đức Thắng đã thi đấu tập trung ở trong pha bóng này. Tấn Phát, đó là một cú dứt điểm thẳng, phải dứt điểm rất nguy hiểm. Vừa rồi thì thủ thành Đức Thắng của câu lạc bộ Thép Việt Thắng vẫn đang cho thấy được sự tập trung cao độ của mình. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha đặt lòng rất khó chịu của Lâm Tấn Phát. Một cú chuyền futsal. Đặng Ngọc Tùng, tình huống đi bóng rất nguy hiểm. Bóng đã đi vào lưới rồi và như vậy là bàn thắng mở tỷ số nó đã đến dành cho W Team. Một tình huống xử lý quá thiếu tập trung nơi hàng phòng ngự của câu lạc bộ Thép Việt Thắng. Xuất phát từ tình huống đá biên tưởng chừng không có gì là nguy hiểm, nhưng các cầu thủ bên phía W Team họ đã có được cho mình bàn thắng với sự tinh quái. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha đưa bóng vào là của Ngọc Tùng. Một tình huống chạm bóng rất hay của Đặng Văn Cảm, Cảm Hoàng Đế. Nhưng đứng trước thử thách lần này mang tên là W Team thì đồng quân của bóng thép đang gặp những khó khăn nhất định. Tấn Phát đang là người đứng trước quả đá phạt này. Lâm Tấn Phát, cú dứt điểm không vào, bóng không vượt qua được hàng rào. Và dứt điểm chưa thành công của Phát Đề. Đây là Văn Hải, và đưa bóng vào không được, chưa có tình huống bật cao đánh đầu đến từ vị trí của trung vệ Hoàng Lâm. Quá đáng tiếc dành cho cơ hội vừa rồi. Tấn Phát, cộng hai, bóng đã đi vào lưới, như vậy là bàn thắng thứ hai dành cho W Team. Pha phối hợp giữa Lâm Tấn Phát và vị trí của Lâm Quý. Pha xuất hiện rất đúng lúc của Lâm Quý, một pha di chuyển rất khôn ngoan và cú đánh đầu chuẩn xác đánh bại thủ thành Đức Thắng mang về bàn thắng thứ hai dành cho W Team. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Các cầu thủ áo vàng đã để lọt vị trí của Lâm Quý. Lại có thêm bàn thắng dành cho W Team. Trong tình huống này thì quá khó dành cho thủ thành Đức Thắng. Tình huống can thiệp kịp thời đến từ vị trí của Võ Nguyên Giáp. Như vậy là hiệp 1 đã khép lại. Sau khi kết thúc hiệp 1, tỷ số đang tạm thời là 2-0 nghiêng về W Team. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút để đến với hiệp 2 của trận đấu này. Lâm Tấn Phát sẽ là người thực hiện quả đá biên dành cho W Team. Trong giai đoạn cuối hiệp 1 với tình huống đá biên của Lâm Tấn Phát thì Lâm Quý đã có pha băng cắt và đánh đầu chuẩn xác để ghi bàn. Thép Việt Thắng họ đang thi đấu chưa đúng với bản chất của mình. Rõ ràng là kể từ khi vòng bảng khép lại, Thép Việt Thắng họ cũng được đánh giá rất cao. Lỗi rồi. Như vậy là chiếc thẻ vàng được trọng tài rút ra dành cho vị trí của Sanchez. Chiếc điểm thắng của chiếc điểm không thành công. Tình huống dứt điểm là của cầu thủ mang áo số 70 Hoàng Đức. Huy Ken đang bị đau.
Bóng đã chạm vào mặt của Huy Ken. Quả đá phạt góc lúc này sẽ dành cho câu lạc bộ Thái Việt Thắng. Người đứng trước bóng đó là Quốc Minh. Minh Chuột. Đánh đâu? Không được. Điểm chạm là chưa đủ cảm giác của Văn Cường. Đường chuyền, cơ hội vẫn còn. Không vào. Tình huống phối hợp khá tốt nhưng nhịp xử lý cuối cùng là chưa thành công của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thép Việt Thắng. Đã có những sự tích cực trong lối chơi của đội bóng áo vàng lúc này. Một đường chuyền rất hay của Minh Chuột dành cho đồng đội. Quốc Minh. Quốc Minh không vào. Thêm một vài dứt điểm nữa nhưng vẫn chưa thể mang về bàn thắng dành cho đội bóng áo vàng. Cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thép Việt Thắng đang bị đau. Thời cơ tiếp theo dành cho câu lạc bộ Thép Việt Thắng. Hoàng Đức đưa bóng vào, cơ hội vẫn còn, không vào. Quá đáng tiếc dành cho thời cơ vừa rồi của câu lạc bộ Thép Việt Thắng. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại nỗ lực đột phá của Đức Quân Diêu. Bóng đã chạm vào chân của cầu thủ mang áo số 13 Hồ Duy Hoài. Suýt chút nữa đã tạo nên một bàn thắng dành cho đội bóng áo vàng. Phản đẩy bóng tốc độ. Tình huống can thiệp và thu hồi bóng tốt của Quốc Minh. Minh Chuột đã có một pha xử lý hay. Lúc này sẽ là tình huống đá biên tiếp tục dành cho đội bóng áo vàng. Duy Hải. Không, đó là tình huống xử lý bóng của Văn Hải. Cơ hội, dứt điểm. Bàn thắng rút ngắn cách biệt dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thép Việt Thắng. Và đó là pha làm bàn của Trần Quốc Thiện. Một pha cài người tỷ đè làm tường quá hay của Hoàng Lâm để tạo điều kiện cho Quốc Thiện băng xuống với một pha dứt điểm bằng chân trái quyết đoán đã đánh bại được thủ thành Minh Duy. Bàn thắng rút ngắn cách biệt dành cho câu lạc bộ Thép Việt Thắng và lúc này tỷ số chỉ còn lại là một bàn thắng lợi thế dành cho WT mà thôi. Pha thu hồi bóng tốt của Hoàng Đức. Đức Ozil rất hay. Pha xử lý rất hay của Hoàng Đức. Pha qua người rất hay của Đức Ozil. Tiếp tục là Đức Ozil. Đức Ozil hơi chậm nhịp rồi, vẫn còn. Quá đáng tiếp. Lỗi rồi, đã phạt lên dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ W Team. Pha đi bóng trước đó là quá hay của Đức Ozil nhưng nhịp xử lý cuối cùng đã không có bất cứ một đường chuyền dành cho đồng đội. Của trận đấu đang dần hạn hẹp và các thủ vàng cần phải chắc chiêu hơn những cơ hội của mình. Đưa bóng vào. Bóng đã chưa đi vào lưới. Vẫn là những tình huống xử lý rất tập trung của thủ thành mang áo số 1 bên phía W Team. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Quốc Thiện. Vẫn còn. Vẫn có thêm một quả đá phạt góc nữa dành cho câu lạc bộ Thép Việt Thắng. Đội bóng áo vàng họ đang đẩy cao đội hình lên để tấn công trong giai đoạn này. Dứt điểm ngay. Không vào. Vẫn còn cơ hội. Vẫn chưa thể có được pha dứt điểm cuối cùng. Một pha xử lý bóng chuẩn xác của thủ thành Nguyễn Hoàng Minh Duy. Và như vậy là trận đấu đã chính thức khép lại. Câu lạc bộ Thép Việt Thắng đã để thua trước W Team với tỷ số là 1-2. Một cách biệt rất xích sao. Mặc dù đã nỗ lực ở giai đoạn cuối trận nhưng cũng không thể thay đổi được cục diện của trận đấu này.